Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và video đây là video em đã ghép lại hai video mà em từng up lên trước đây nha. Do bà con cũng mong muốn có một cái video ghi cái tên là Chợ Xuân Thới Thượng trong đó. Mà hai video trước thì em có một ý khác, em không ghi chữ Xuân Thới Thượng. Cho nên video đây em xin được up lại, nếu mà có anh chị đã từng coi rồi mà coi lại video đây thì cũng đừng mong, cũng mong rằng đừng có trách nha. Bởi vì bà con muốn có một video ghi là cái chữ Xuân Thới Thượng đó, cho nên em xin được ghép hai video trước đó lại thành một video ngày hôm nay để cho thỏa lòng mong muốn của bà con tiểu thương ở đây. Rồi anh chị nào chưa xem thì xem, anh chị nào xem rồi thì xin bỏ qua video này, em xin chân thành cảm ơn ạ. Báo cho nó nữa thôi, cái đầu cái đi đầu á, cái nó đẩy qua cái lạnh báo, hoặc là có người hoặc là có người báo cho nó nữa chứ, đóng tiền tháng nữa đó. Để xử ra có người dọn ra, bắt đầu nó dọn đi. Nó dọn đi ấy. Không phải cho cô nào bán nữa thôi. Phải. Đó ấy rồi là có người tút mà chưa giờ mà nói tục với tiểu vậy hả? Ai? Tút tao quay nè. Phải không? Ờ. Ủa vậy hả? Ờ à, mà nói đi. À, có chuyện gì đó luôn. Không có loại đó đi. Mà giờ để luôn cũng được, nó tại họ bất xúc quá. Không nhờ mà có ý kiến giờ không nói đi. Ý kiến gì? Ai nói nghe. Ý kiến là mày cứ nói đi, ở trong xã trong này ở trước mặt cửa xã mà không có làm ăn gì được, cứ ngầu để chờ tới tháng để lên lương thôi chứ không phải, đúng không? Phải chi nó ở xa, ở trên ngã ba vòng hay dưới ở dưới dưới vườn làng thì tao nói trước cửa xã mà giờ không thấy đường. Nói mấy ông làm việc á, ngầu đi đừng chờ dựng chứng đâu, chờ tới tháng lãnh lương thôi chứ không có làm gì được á. Dạ dạ, nói chủ tịch nói vậy á. Ừ, chủ tịch này là chờ lãnh lương thì đúng, thì làm việc đóng thì chủ tịch với lại bí thư đồ đó, làm gì công an là phó chủ tịch đồ, cứ chờ tận tháng là lương chứ không làm được què gì. Thôi xuống giùm ngay, nói tới người trước mà ừ. Dạ nó thấy không, cũng dành tranh cũng lánh chen cũng lộn thấy không, mà mấy ông trước có mấy ông không thấy là phải ngồi để chờ tận tháng lên lương ăn không, mày còn quay không thì cứ quay vậy tao. Dạ dạ. Không, cũng có mấy cái chợ bà hôm nó cũng đóng cửa sạch luôn. Mà cái chợ này thiết kế nó còn hiện đại, nó còn rộng nha. Chứ mấy cái chợ Sơn Kỳ rồi nè, họ thiết kế cái lối đi xíu xiu à, tối thui luôn. Đây có ở bà điểm mà nó dọn sạch đó. Dạ. Dọn hết, ngoài ngoài nó tém hết. Mấy công an xã với bữa bàn tém dọn hết. Mấy nó hốt hết rồi. Dạ, còn chắc là mình đây còn ngưng tay rồi, mấy ông không làm sao. Chắc là do xã thôi đúng không, do bên xã thôi đúng không. Mấy cương quyết làm có được không? Ủa, mà khó à, đôi lúc mấy chỗ nó thuê một bằng hết luôn, thấy nó thuê nó. Đó, rồi nó thuê một bằng này lúc nào. Không lại nó lăn chiếm cũng có, mà giả sử bên xã đi qua thì nó đẩy vô, bên xã vô nó đẩy ra lại. Đó, nó chỉ cần thấy có rục rịch nó đẩy hết vô trong, hết rục rịch nó đẩy ra lại nó bán. Trời ơi, nó đoán vậy thôi chứ. Giống kiểu du kích ngày xưa. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, nói nghe, mà cái tớp làm việc này đó, hả, cái ông này hết nhiệm kỳ rồi cái đi cũng tán tóc khác cũng như vậy. À. Mà tôi nói á, tôi vô trong có cuộc họp nghe. Dạ, dạ. Có cuộc họp kêu kêu vô. Kêu vô rồi á, tôi nói là cho tôi mượn ghế chủ tịch. Tôi làm trong vòng 2 tháng thôi. Nếu tôi làm không triệt để, nhưng mà cho tôi mượn cái ghế là công an cho tôi 5-6 người dưới một chiếc xe. Rồi tôi làm trong 2 tháng, nếu tôi làm không triệt để đem tôi lên xử bắn. Đã tôi hứa câu danh dự mà không dám cho. Nó đỏ mặt hết tức á, nhưng mà không dám cho. Dạ, chứ dạ. Cho tôi làm thử coi. Cứ tôi hốt là đầy xe tôi đem lên kinh cầu lớn tôi đổ xuống hốt nữa, thử một tuần lễ con nào còn vốn để bán, đúng không? Làm vậy mới sợ con này trời ơi, nếu má ngầu ngầu để chờ tới tháng lãnh lương sao. Dạ, dạ. Nói hỏi ai, nói bà Tám Hừng tiểu thương ở chợ bà nói vậy á, mình dạ, quay á, vô mình sổ trong cho mấy ông nghe. Dạ, dạ. Tôi cũng đâu sợ ai, mỗi lần vô hợp là tôi nói vậy á, mà dạ. Tôi nói cũng nhiều lần rồi mà thấy không được. Cái xã này có nước này đưa thành phố trung ương lên giải quyết được cái kiểu này thua rồi. Tại vì mấy ông lên, tôi nói tiểu thương á hen, cả mấy ông lên là ở là quải lầy, tôi nằm trong diện tiểu thương tôi biết, đừng lầy đừng lên nha, hãy làm đúng. Dạ. Là không còn nào dám coi vậy với nhát hơn thôi đấy, nhưng mà mấy ông làm đâu được. Dạ. Mà tôi biểu để tôi lên tôi làm cái ghế chủ tịch cho, mà cô không dám cho. Tại cho thì ơi mà cho tao có lương sao cho tám, cho cái ơi mà đi dưới lại hả. Ừ. Có không có gì tao làm, tao nói không việc để tao đẩu cái mạng tao mà không dám cho. Dạ, dạ. Đây nè, tại cậu này cậu quay tao phải nói, tao biểu vô sổ cho mấy đỏ nghe, hỏi ai nói, nói bà Tám Hừng ngủ án qua chợ. Dạ dạ. Tôi nói là tôi nói. Chi mà tôi không phải là tôi nói với cậu đây, tôi vô xã cũng như vậy. Dạ dạ. Chứ dạ. Tôi không có sợ ai mà nói đúng đâu.
Dạ dạ, ok. Làm dạ. Có được con què gì đâu. Mà không nghĩ. Cứ làm gì hoài. YouTube. Dạ dạ dạ. YouTube. Quay, làm quay không làm đâu. Quay có lên không? Dạ có chứ. Coi lại coi bữa ông này đôi lúc bên bên xã họ nhột á, họ phải làm gắt á. Dạ dạ rồi dạ. Bán cái ngoài đó mà bây giờ còn cái lộn nha, không cành chung họ bán được rồi, mà nói lúc đó anh có biết là năm quái tai nạn xe chết người mà còn chưa giải quyết được là sao. Dạ dạ. Ngoài đó trời mình năm quái tai nạn xe chết người luôn, tại vì lắng chiếc quá rồi người ta xe chạy không được, người ta tai nạn xe chứ sao. Mấy ông xã ai biết tệ quá, không ăn nào. Bây giờ nếu mà là về đặt tiêu đề xả xuống cái thượng Hóc Môn thì mấy ông mấy bà cũng biết được thôi mà. Cũng đặt tiêu đề lên chứ có gì đâu sợ. Dạ. Bình thường thôi có gì đâu. Mấy ông mà bàn tới. Hả? Nó ổng gì? Nữa hả? Anh này bán hai dây hàng nào? Anh bán dây hàng nào? Ở trước đây 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 nữa nè. Dạ dạ. Ở. Nhiêu vậy? Nè, cái chợ này có hai người bán. À dạ. Chỗ này người bán. Giờ này của đọc sơ mai chết rồi dọn về nè. Dạ. Không có chợ này nghĩ là họ làm thoáng nha, còn nhiều cái chợ khác nó có gian hàng là che dàn hàng kia. Lỡ mình người ta đi đường nó thấy được hai bên này, không thấy được bên thứ ba. Giờ là còn thoáng đó, giờ là thiết kế này nó còn hiện đại á. Dạ. Hết rồi, hết rồi, xuất đây hết rồi. Cái chỗ gian hàng vào đây. Chợ đẹp. Gian hàng vào đây hả? Ừ, này nè, hai bà này nè. Sao quấn? Dành lắng chỗ đó để qua. À. Ngồi bán không được rồi. Rồi cảm ơn đi xíu lẹ. Giờ cũng phải chờ bà hôn á, chờ bà hôn cũng thê thảm. Nhưng mà không có cái dạng như không có cái dạng như không có giống đây phải không? À không thì cũng có đường Hồ Văn Long á. Cái chợ đó đông hơn chợ này nữa, cho công nhân nó dày đặc hơn á. Nhưng bất lực rồi chứ bỏ hết chợ ra ngoài rồi. Chợ thiết kế thì hiện đại hơn chợ này mà tối lắm do gian hàng nó cao nóc cái luôn nè. Cái này che cái này cái kiosk kiosk đúng không, cho các kiosk xong cái gì đúng rồi, cái gian này che luôn cái này rồi có thu vậy à. À phải mở đèn lên cả, mà do được cái đợt dịch á, đợt dịch nó cấm chợ cho nên là bà con tiểu thương ở ra ngoài bán luôn, bán được qua bán luôn bên ngoài đâu ai vô trong chợ đâu. Cái người đi đây cũng vậy đó. Cái người đi mua được cái họ mua bên ngoài luôn đó, đâu cần ghé vô chợ gì nữa. Dạ dạ dạ, anh đi. Chung tại mấy ông ổng là ổng cương quyết làm. Dạ. Làm rồi không những người. Ông nói cũng cương quyết làm cái gì vô cũng được cái đông chục bữa. Cái này tự ta ra cái rồi cũng làm thành không có ngàn cái. Dạ. Còn người kia cái đuổi xong cái. Cái đi cái ra bán lại đuổi xong đi cái nào bán lại. Dạ. Làm như đi cho có vậy thôi chứ. Dạ. Anh đi chưa? Dạ dạ đi. Biết luôn hay rồi. Tại giấu camera đi rồi cũng biết được hay thiệt. Đưa cho mấy người thú giữ rồi cho đây ta giải quyết. Bây giờ em thấy ngoài đó cũng dẫn bán vậy, thấy bán vậy mà trước cửa quý ba nó cũng dẫn bán bình thường nè, nói em vậy chết không bán ngày hai chị em hàng chủ nhật hồi nãy có ba triệu mấy tiền đặt rồi bán rồi ra mua lần bán hả, mình chạy không bán cái chục triệu nãy giờ bán không được. Yeah. Giờ lên đường nó bán đợi chừng đi sáng mai lại muốn đi ra là hả là nó nhá hàng hết rồi là về hết rồi đó. Ở đây nó sao vậy không? Bây giờ mình nói đâu có được. Bây giờ là linh láng càng nằm hết. Họ không muốn dẹp chứ dẹp là dễ mà do bản thân mà không muốn dẹp. Sao dẹp được, không biết đường nữa nhờ. Cái camera đi nghĩa mà muốn bên phường họ muốn dẹp thì cũng dễ thôi. Bản thân họ không muốn làm thôi. Đúng chứ. Đúng rồi. Nói, em nói giống như chị nè. Không muốn làm thôi chứ làm trong vòng 3 bữa là sạch hết. Chịu cầm camera đi quay xong về lập biên bản ra. Đúng mang hình ảnh ra phạt. Đó y vậy. Còn họ ai không chịu bắt hết nhốt hết đi vô đó. Mà đừng nóng tiền phạt để gom đồ hết chứ hành để xuống gom yeah. Gom ba bữa là nó tiêu diệt hết rồi, mà anh này nó không muốn làm.
đó chị, tôi chị nó giấc giả đổ nợ là cũng vậy đó, hết thịt heo một lần không. Cái chợ Xuân Thượng này là 24-28 thớt thịt heo, bây giờ chợ còn có 3 thớt thôi, thấy không, thớt đó thớt này với thớt này thôi. Đâu đổ nợ đi ráo đi trốn nhà bán nhà ráo nè, bán nhà đi đó này, nhỏ em của chị đó bán đó đó, cái hàng mai chỗ con đó dưới ngay cái phòng đó không, cái dạ, dạ. Đó có bán hàng một ngày hả, hai mươi mấy triệu tiền tiền thịt heo. Bây giờ đổ nợ đi nó biết nào đó, nó không được nó bự cái tiền này kia đập qua đập lại biết rồi bán nhà đi luôn. Chị em anh gì với chị này chứ mai nói em cứ giờ mà ngăn mà xả cái của bèn mà bán về chị cũng muốn cái thẳng này vậy. Nói thiệt luôn, chị không muốn luôn. Phải đâu đó cho đàn hồi đó giờ hết thì bán thiếu nè. Đó ép rồi giờ bán không thiếu. Ngày hôm nay mới được 200 ngàn luôn. Hồi xưa lại được, bây giờ khó kiếm lắm. Nói như này, khó kiếm lắm, chứ không dài kiếm lại. Khó tới chung là không thiếu, bạn lấy tiền hết chứ. Trời ơi lắm, chứ phải là chị nói mà. Nói không ai tin hết á. Ông có đang nói giờ hỏi. Đây giờ, dài có ai đi thôi, chạy qua chạy lại đâu có ai vô mua gì đâu. Mà trong cái đó bài đó chủ nhật mà nó hả mất 3 giờ kia, 3 giờ kia rồi nó bắt đầu nó dành chỗ nó bán 3 giờ kia đâu nó muốn động không có bảo hiểm cũng chết đó mà vậy cũng chưa sợ chưa vậy cũng chẳng bán đó nào có anh dạy hỏi tai nạn sao đó nhìn không tai nạn lòi ra cỡ nào không mà vậy chứ hả cũng không có mà nói gì mình em đã của chị đó, chị đi đi. Giờ là nói chưa? Em dạ, em nói đâu. À vậy hả? Em quay em coi coi sao tình hình coi sao. Giải quyết được không? Giải quyết giùm. Đây. Đó, em hỏi thử coi đó làm coi được không? Để cho tụi chị dọn chợ bé cho yên tâm. Nó mát mẻ nữa. Ở đây mùa mưa bán cực lắm đó chứ, mùa nắng. Đúng rồi, nó nắng nó mưa. Tại bữa nọ mà không phải là coi như mà nọ bệnh đau riết cũng hết tiền. Hỏi em chứ là mấy chị em là ngày phải bán như đây tiền tập này vốn trong đồng này nó có như đây rồi là ăn như. Đó chị nói thiệt nè, có sẵn là đâu phải nói ngay chủ lực mà bán được như đây tiền. Hai chị em bán chứ không phải là một mình đâu đó. Đó trong cái đó là như nè, không thấy em biết không. Mà nói ra họ tưởng nó chắc bán thịt heo giàu. Hôm trước là lời ngày nhiêu chị lúc mà đang ở lúc đó hả, lúc hồi xưa là chị bán ngày kiếm ngày 500 ngàn phải luôn. Mà bây giờ kiếm chừng 200 ngàn là quá trời. Khó kiếm lắm em ơi, không phải dễ đâu. Bây giờ hỏi em chứ không bắt. Lấy xếp xe ra 7:20 cái đoạn xếp xe ra đây nè. Đứng này thiệt đâu. Rồi ngóng con ngóng lại, thấy đây ba dẹp hết rồi nó đi. Dầm xuống dưới đó. Ta kéo vô hết rồi. Đây dài chúng ta trên học với xuống thượng dưới đó. Người ta kéo vô hết rồi. Rồi nó báo hết rồi đó, tình hình nó như sao nó báo hết rồi. Rồi nó đi. Đi vòng qua rồi, tôi cũng vòng rồi về. Rồi ai làm vậy làm đi. Mặt bán nhiều bán rồi. Không có giải quyết. Lần nào Tết cũng hợp lên đặng cuối cùng cũng không được. Lần nào hợp chứ không có hợp được. Thấy thua à. Trời ơi hỏi em chứ mà ngang giờ kinh tế khó khăn quá thì ai là không biết buôn bán phải không? Mà điều cái gì cũng quá thôi dồn hết mẹ vô chợ đi. Đúng không? Hết ráo dồn hết rồi mà không dễ buôn bán. Cộng nhuận thầm đang chợ truyền thống mà để cho bên đó miếng bên đây miếng. Làm ăn gì tới ghê không? Hồi xưa là chợ Xuân Thượng là như là danh tiếng nhất đó. Đừng có nói. Mà chợ truyền thống mà. Đâu phải đâu. Đại Hải mà nó dẹp đồ mà đợi hôm nay nó dẹp đồ nè. Chơi đâu, Đại Hải nó dẹp được đó. Chỗ đó là trước cửa mặt tiền ta là nhà của ta bán được mình không có được. Còn mấy người kia là ta dẹp hết rồi, về quê không bán có được. Ta đóng cửa hết rồi. Em tưởng đâu là cái ông cho thuê đó, ổng hết cho thuê rồi chứ. Không, ổng có không phải không có cho thuê nữa. Giờ đâu ai thuê trong đó đâu. Trong đó giờ không ai thuê đó. Cái chợ này còn thuê được nè. Chợ này nó gần đường quá đi, cái kia nó cũng gần đường mà kiểu như nó trong tóc hơn cái này tí. Đó là cái chợ này nó khó hơn chợ của Đại Hải chứ. Mà cái Đại Hải nó xây lại dễ đi hơn cái chợ này. Cái chợ này đi cái hèn em lặng quẹm chắc con bé không chết. Đúng không? Đó chợ, thợ nghiên cứu người ta xây kiểu đó là thua. Đó em thấy em biết rồi đó. Rồi cái đường ta đi cho đi thẳng vô chợ thì mới đúng. Còn này là cái hiểm trâu hơn mà cái nhà lầu nữa. Em bước. Thầy già là bước lên cầu não bước. Bạn em thì thấy ghê quá. Bây giờ đó đất như thấy không, giờ đổ đầu mát quá trời đất nó đổ nhiều lắm, đổ lắm, giờ nó không có dẹp được đâu. Nó
nên nó thiệt giờ dẹp không bao giờ dẹp được cái chợ mà tại nó không muốn dẹp không dạ, dạ. Không phải là không được dẹp được rồi dẹp được trong vòng 3 bữa là em thấy gì đâu nghe à, ông chồng của bà này đi câu á chích điện á rồi giờ mất tích luôn rồi đi kiếm một hôm giờ đó là cái gì ạ tôi cứ hỏi nó không biết cái gì đâu mở rồi đó, giờ nó phải biết phải lại vừa lo việc nhà vừa lo việc đảng nữa đi chị ơi, đưa trong xuống rồi. Thấy như vậy luôn rồi. Với trâu đó tao. Có nhét tiền đã lên thấy như vậy. Ai biết nó. Thấy gần đúng là biết thì sao? Cú quả chứ mẹ con hộ gì đó. Có không? Có xe đó không? Có lên cái gầm thấy như vậy. Lại lên cho có để được hợp hợp thức cho tiền. Đấu căn bỏ bờ thư rồi. Vậy chứ tốn tiền á. Tốn tiền đâu. Kêu tốn tiền đó. Không phải đi không đâu. Cái việc mất tích của kia hả bà? Hả? Cái anh là mất đi câu hả? À, đi chết cá thì đi giật thì nặng chứ ao đó chứ chạy đâu. Kiếm không được thì vậy. Giờ cái xe dưới đông dép để bên bờ. À chắc thằng dưới ao hả? Ờ à, thì nó rớt cái dưới ao đó chứ chạy đâu. Sao kiếm không được. Chứ phải ăn cớp để lấy xe chứ được. Thì... Mấy cái góc dùm đều mà bà sáu. Về sáu xuân sơn mà về góc dùm đều á. Ờ, thì mẹ bên dùm đều. Có đồ thờ lặng tới tìm ra cái gì. Cây trạm rồi đó. Ừ. Ai vậy? Đó, kiếm đường anh đó. Kiếm đường được rồi. Kiếm đường đâu mà còn sống. Ở đâu rồi? Kiếm bưng á, kiếm bưng á. Bưng á nhưng mà không biết ở đâu. Ừ, ta không có hỏi ta là bận á. Thôi chứ tao hiểu có về thì kiếm chưa được á. Ai chưa chỉ về cho chị Thắng kìa. Hỏi kìa, nó nói chắc không là có đâu chị sẽ. Vậy hả? Rồi chứ Tấn Dương tao hiểu có về vậy thì lạc chả làm sao. Trời ơi, vậy mừng ít quá ha. Mà nói sao còn sống hả? Con sống. Đi lạc hay vậy? Chưa có hỏi được hả? Mà kiếm quá điện rồi. Cũng không biết lý do là sao mà còn sống kia kìa. Thấy rồi điện về không á? Đi ma dẫn đi luôn. Vậy là quá mừng, quá mừng rồi còn gì nữa. Vậy lạc này mà nó không biết đường đi lạc. Bà nói đem, đưa lại cái nhà chơi cái gì đó. Ủa, thách sao? Anh rảnh mới về phải không? Tại bây giờ đâu có đâu gặp gì đâu. Thì ông nhớ về là anh ta có. Mới về, ta nói gặp. Mới về là tỉnh gọi điện về gặp. Chắc lẽ nó như... Thôi mà chuẩn bị vàng á, đi kiếm lần thứ hai nữa. Sáng giờ quần hết. Mày nói có rồi về được kìa. Bà đó.
Rồi, em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Rồi, cái chợ thì cũng nhỏ thôi. Và các vấn đề thì... Rồi, xin được kết thúc video tại đây nha anh chị. Rồi, chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Cái này nó không muốn làm. Ở đó chị tôi chị mới vất vả đổ nợ là cũng vậy đó. Mới thịt heo mua lần không? Cái chợ Xuân Thượng này là 24, 28 thớt thịt heo. Bây giờ chợ còn có 3 thớt thôi thấy không? Thớt báo thức này với thức này thôi. Đâu, đổ nợ đi ráo đi trốn nhà bán nhà ráo nè. Bán nhà đi đó thì nhỏ em của chị đó bán đó đó. Cái hàng ở chỗ đó dưới cái bùng đó không? Dạ, dạ. Đó đó. Cái bán hàng một ngày hả? Hai mươi mấy triệu tiền tiền thịt heo. À. Bây giờ đổ nợ đi nó biết rồi. Nó không được. Nó bự cái tiền này kia đập qua đập lại biết rồi bán nhà đi luôn. Chị làm gì với chị này chứ hai. Ok anh chị, hôm nay thì em sẽ đi một vòng quanh chợ anh chị ơi. Thì chợ này thì trước em lên video rồi, nhưng mà hình như là cũng có người vô họ cũng không muốn nói là đưa lên. Bởi vì cái chợ này bên phường họ cũng khó khăn lắm anh chị. Họ dẹp chợ truyền thống thì cũng không, họ dẹp chợ tự phát thì cũng không có được. Cho nên bây giờ mình quay chợ thì cũng ảnh hưởng tới những người mà có chức có quyền ở đây. Cho nên là nếu mà anh chị nào nhận ra thì không sao, chứ không nhận ra thì em cũng không nói tên chợ nha. À, đây là phía bên ngoài chợ anh chị. À, phía bên trong chợ thì bà con họ bỏ chợ ra ngoài đây rồi. Phía bên trong chợ thì bà con họ bỏ ra ngoài ngồi hết rồi anh chị. À, và chợ ra thì bà con họ cũng bán hàng Tết rồi anh chị nè. À, khô gà, bánh mứt đồ các loại họ bán hết rồi đó anh chị. À, và lúc này khoảng là 10 giờ hơn rồi anh chị nha. Giờ này thì thật sự thì giờ này là hơn 10 giờ hơn nữa anh chị. Khoảng 10 rưỡi rồi đó. Ok, thường thì ít khi chúng ta thấy một cái chợ mà họ bán bên ngoài dày đặc vậy đâu anh chị. À, bởi vì bên trong chợ đó anh chị, bà con họ bức xúc, họ dọn ra bên ngoài họ bán. Bởi vì là trước chợ có rất là nhiều chợ tự phát luôn anh chị. Nhưng mà bên chính quyền địa phương anh chị, họ không có dọn được anh chị. À. À, và trước khi mà tranh cử lên cái chủ tịch ở đây đó, có một cái vị chủ tịch thì người ta nói rằng là khi mà lên làm chủ tịch họ nhất quyết là sẽ dọn hết các chợ truyền, hết các chợ tự phát anh chị. Nhưng mà bây giờ sau khi lên rồi thì họ im ru, họ không làm cái gì cả anh chị. À, sau khi lên làm chủ tịch rồi đó, thì họ im ru, họ không hành động, họ không làm một cái gì như họ đã hứa anh chị. Và chính vì vậy mà các chợ tự phát vẫn tự phát, vẫn bán, và có thêm nhiều chợ tự phát mở ra. Bởi vì một chợ mở được thì tôi bên đây tôi cũng mở được, bà bán được thì tôi cũng bán được anh chị. Chính vì vậy gần như rằng là cái chợ này đã dần dần không còn tiểu thương bán nữa anh chị.
Đây, bên ngoài chợ cũng không còn nữa chị. Đây, đây là xung quanh chợ cũng không có ai bán luôn anh chị. Chị thấy không ạ? À? Đây là cũng là khu vực của chợ, dĩ nhiên hai bên đây cũng là khu vực của chợ luôn nè. Họ cũng đóng cửa, họ bỏ ra ngoài họ bán luôn. Từ một cái người mà bán trong chợ truyền thống, bây giờ họ bỏ ra ngoài chợ tự phát họ bán luôn anh chị. Đó anh chị. Từ một cái một có rất nhiều tiểu thương ở đây, họ bức xúc, gần như là không còn khách nữa anh chị. À, bởi vì các cái chợ tự phát họ đã hứng cái lượng khách trước khi vào chợ truyền thống rồi, họ bao vây cái chợ truyền thống rồi anh chị. Chính vì vậy gần như là cái lượng khách tới đây rất là ít anh chị. Và tiểu thương dần dần họ cũng bỏ chợ truyền thống, họ ra họ trở thành một người bán ngoài chợ tự phát luôn anh chị. Cái chợ được đầu tư rất bài bản chị ha, cái đường đi rộng anh chị nè. Thứ nhất là cái gạch lót anh chị, cái gạch lót á thì nó rất là dễ đi nha, nó không bị trơn trượt. Thứ hai rằng là các cái quầy đây được đầu tư rất là bài bản anh chị. Các cái quầy đây được đầu tư rất bài bản nha. Đó, anh chị thấy không? Các cái quầy đây đầu tư bằng inox không rỉ nè anh chị. Đó, inox không rỉ không nha. Quầy thịt nè, à, quầy thịt, quầy cá nè. Đó anh chị, nhưng mà hiện nay được bỏ không anh chị. Thì lần trước em tới thì à, mấy cái gian hàng đây không có, mà lần đây mấy gian hàng đây có anh chị nè. Đây, một số gian hàng đây là họ còn bán nè. Đây, gian hàng, còn hai gian hàng này còn bán anh chị. Hai gian hàng này còn bán nè anh chị. Thì ngoài ra còn các gian hàng kia gần như họ đóng hết cửa rồi anh chị. Đây là một cái chợ Bà Điểm anh chị nha. Một cái chợ Bà Điểm. Anh chị. Coi như là hậu quả hôm nay chính là sự quản lý yếu kém. Quản lý yếu kém của chính quyền địa phương anh chị. Họ đã làm không tới nơi tới chốn anh chị. Họ đã làm không tới nơi tới chốn ha. Bởi vì để dẹp một cái chợ rất là dễ anh chị, đâu có khó gì đâu. Thật sự để dẹp một cái chợ tự phát rất là dễ. Nhưng mà do chính quyền địa phương của mình, một phần là do họ thương dân thôi anh chị. Họ thương dân bởi vì những cái người mà bán hàng à, tại các chợ tự phát toàn là những người nghèo anh chị. Là những người nghèo, họ đợi chiếc xe đạp đi, họ gánh cái thúng, họ bưng cái thúng vào đi bán thôi anh chị. Bây giờ mà bắt họ thì cũng tội. Bởi vì họ kiếm sống một ngày mấy chục ngàn thì sống qua ngày thôi. Mà giờ bắt họ tội quá anh chị. Nhưng cuộc sống thì ai phải lo cơm áo gạo tiền cả. Nhưng mà người đã nghèo rồi, mình còn bắt họ ha. Còn bắt họ, còn phạt họ, nó thì tiền đâu ra họ đóng phạt. Rồi phạt họ rồi thì cơm ăn họ biết làm gì để mà kiếm tiền nuôi gia đình của họ. Đó cũng chính là cái khó của cơ quan chính quyền ở đây anh chị. Họ dẹp nhưng mà họ chỉ dẹp theo chỉ thị thôi, chứ họ không làm gắt được anh chị. Bởi vì người nghèo với nhau mà. Những người làm ở đây cũng toàn là người nghèo quá. Cơ quan nhà nước một tháng thu nhập bao nhiêu tiền đó anh chị. Rồi cơ quan nhà nước một tháng thu nhập bao nhiêu tiền đâu. Cũng là nghèo, cũng là sống đủ sống qua ngày thôi, chứ không có dư giả gì luôn á. Cũng là những người nghèo với nhau cả. Nhưng họ hiểu. Thế còn muốn dẹp thì giờ anh chị cứ cầm camera đi quay một vòng, xong rồi bắt đầu là về lên hình ảnh ra phạt thôi. Lên hình ảnh in giấy ra phạt thôi anh chị. Thì cái người bán á, họ đâu có đường cãi thì đâu anh chị. Bởi vì có hình ảnh, có video rồi mà. Nhưng mà họ không làm anh chị. Hiếm hoi. Cái gì? À, không. Ủa giờ trong chợ chắc là hiếm lắm, có người bán, anh bán ở đây luôn hả? Dạ dạ dạ. Coi như một mình anh là một chợ đó hả? Có mình không? Mình anh chợ, dạ. Bán ngoài đó hả? Dạ. Là bán đây vẫn đóng tiền hàng tháng chứ anh hả? Dạ dạ. Tiền rác có tiền gì nữa anh? Tiền rác là ngày mấy ngàn? Cả mấy trăm á, nó gồm hết rồi. À, dạ dạ dạ. Dạ dạ. Anh bán gì đây đây? Bán tỏi. Tỏi rồi, à tỏi rồi xả rồi đúng không? Thơm phức mà.
này bỏ muối chứ còn bán bao nhiêu này bỏ muối không? Bỏ muối là cái đồ bán nhiều. Dạ đúng rồi, này bỏ muối thôi chứ đứng mà bán lẻ thì biết bây giờ. Dạ. Dạ. Dạ anh chị. Và gần như là các chợ Hoàng Hoa Thám nè anh chị, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Sơn Kỳ, Hoàng Hoa Thám, Sơn Kỳ, chợ Phạm Văn Hai nè, rồi chợ Tăng Hương nè, thì cũng rơi vào cảnh ế ẩm như nhau anh chị, bởi vì xung quanh chợ có rất nhiều con đường và các con đường đó lần lượt các cửa hàng rau củ quả trái cây rồi gia vị mọc lên, thì người dân họ đi ngang qua, họ dừng xe họ mua, họ đâu cần phải vào chợ đâu anh chị, họ đâu cần phải gửi xe vào chợ đâu. Chính vì vậy hiện nay thì tình hình là chung các chợ truyền thống đều rơi vào hoàn cảnh như nhau, là phải phân chia ra một lượng khách. Lúc trước thì chợ có 10 khách, bây giờ phải chia ra 4 khách cho bên ngoài rồi anh chị, và chỉ còn là 4-6 khách cho bên trong. Và bên trong thì họ cũng mua ít lắm anh chị, bây giờ họ đi các đại siêu thị hết rồi. Đại siêu thị bây giờ họ đã có những nhãn hàng riêng, đã có những thương hiệu riêng rồi anh chị. Hôm trước thì họ nhập hàng về họ bán, nhưng mà bây giờ họ cũng tự sản xuất rồi. Họ tự đặt hàng cho các cái đơn vị sản xuất ra các thương hiệu riêng của họ rồi anh chị. Họ bán với giá cả là hợp lý và có nhiều ưu đãi và khuyến mãi nữa anh chị. Cũng khá là rẻ ha. Có nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Chính vậy người dân họ không nhất thiết phải vào chợ truyền thống thì mới mua được hàng anh chị. Ok, bây giờ chúng ta đi xung quanh chợ xíu chị ơi. Cái này để cho khách quan thì em không cầm camera trên tay chị, nhưng em gắn trên ngực thôi. Tết có cái đấy vừa gọn vừa làm nó dễ chị ịt, mà cái nào nó ra màu, ra rau khuôn đẹp. Ở đây có một vài gian hàng đây thôi anh chị. Một vài gian hàng ở đây còn lại thôi anh chị, còn lại cũng đóng cửa rồi. Phía trong đây chậm quá, hòn đóng cửa rồi anh chị. Trong đây thì tối quá, tối om luôn này. Bên đây thì cũng thuộc địa phận của chợ anh chị ơi. Chúng ta thấy mỗi gian hàng là có một cái tủ điện riêng, có một cái đồng hồ riêng anh chị. Đây là một mỗi gian hàng là một ký ốt anh chị. Mỗi gian hàng đây là một ký ốt anh chị nha. Và chúng ta thì thấy còn đâu vài ký ốt rồi. Và cái ốt mặt tiền đó chị, còn những cái ốt phía sau thì họ không bán luôn gì luôn anh chị. Chợ ở đây thì khá là thân thiện anh chị, nhưng mà bây giờ chưa rồi. Em tranh thủ em đi xíu và chút em đi quay lại con đường Phan Văn Hớn nữa anh chị, cho nên là em không có tương tác nhiều anh chị ơi. Em không có tương tác nhiều nha, em đi xung quanh vậy thôi. Còn mình quan sát người bán thôi chứ cũng không có tương tác nhiều anh chị.